Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh nói: chưa có ai thiếu ăn, khốn khổ vì dịch. Dư luận phản ứng gay gắt. Mẫu đồng ý tiêm chủng COVID-19 cho trẻ em khiến nhiều người lo ngại. Sóng đánh vỡ kè biển Cửa Lò, Nghệ An thành từng mảng. An Giang bắt cán bộ hải quan dính líu đến đường dây nhập lậu 100 tấn đường cát từ Campuchia về Việt Nam. 5 con vọc trà vá chân xám quý hiếm bị bắn chết ở Quảng Ngãi. Nam Phi không chấp thuận vaccine Covid của Nga. Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố NATO sẽ tiếp tục đáp trả hành động gây hấn của Nga. Tòa Bạch Ốc từ chối bình luận về vụ thử tên lửa mới của Trung Quốc, nói rằng họ không muốn cạnh tranh leo thang thành xung đột. Nhân viên hãng Southwest Airlines đến trụ sở để phản đối lệnh bắt buộc tiêm vaccine. Cựu Tổng thống Donald Trump đệ đơn kiện Ủy ban điều tra vụ bạo động ngày 6 tháng 1 của Hạ viện Mỹ. Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết của mục tin tổng hợp trưa ngày 19 tháng 10 của DKN TV. Mở đầu là phần tin trong nước. Thưa quý vị, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp gần 5 tháng qua ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng đến giờ này chưa có ai thiếu ăn, thiếu mặc và khốn khổ vì dịch. Báo Lao động cho biết, ông Tấn đã đưa ra phát biểu này vào chiều ngày 18 tháng 10 tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố lần thứ 3. Tại phiên thảo luận, ông Tấn khẳng định, Thành phố Hồ Chí Minh hiện chi ra gần 8.000 tỷ đồng. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân cũng ủng hộ gần 8.000 tỷ đồng. Do đó, bảo đảm bà con không ai thiếu ăn, thiếu mặc, không ai phải khốn khổ. Phát biểu của ông Tấn hiện đang gây ra nhiều phản ứng trái chiều trên mạng xã hội. Trên Facebook, nhà văn Nguyễn Quang Vinh cho rằng, ông Tấn nên ra đứng ở đèo Hải Vân, đối diện với hàng vạn con người khổ sở, trần ai từ thành phố về, nằm sơ xác lấy sức để tiếp tục cuộc về quê, rồi hãy véo von lại câu nói này. Một tài khoản khác để lại lời nhắn. Cuộc di dân ồ ạt tuôn đổ về cố hương sau lệnh tháo dỡ phong tỏa giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh đã nói lên tất cả. Hiện đa số các bình luận trên mạng xã hội đều chỉ trích ông Tấn, có người mô tả họ không còn gì để nói. Một thông tin khác hiện đang được dư luận quan tâm là việc tiêm vaccine cho trẻ. Trong đó có mẫu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine COVID-19 được ban hành theo công văn của Bộ Y tế vào ngày 14 tháng 10 năm 2021, đang khiến nhiều người lo ngại. Cụ thể, mục 2 nêu rõ, tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 có thể gây ra một số biểu hiện tại chỗ tiêm hoặc toàn thân như sưng, đau chỗ tiêm, nhức đầu, buồn nôn, sốt, đau cơ hoặc tai biến nặng sau tiêm chủng. Mục 3. Khi có triệu chứng bất thường về sức khỏe, người được tiêm chủng cần liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Sau khi đọc xong 3 mục trong phiếu, phụ huynh, người giám hộ sẽ đưa quyết định có cho trẻ tiêm chủng hay không bằng cách ký tên. Hiện đa số lo ngại về mục 2 ở chỗ tai biến nặng sau khi tiêm chủng. Một số người lo ngại nếu họ quyết định không tiêm cho trẻ thì con của họ có được đến trường hay không. Bộ Y tế cho biết việc tiêm vaccine COVID-19 là tự nguyện. Tuy nhiên, chính quyền nhiều địa phương đã áp dụng thẻ xanh COVID-19 khiến nhiều người lao động muốn đi làm không còn cách nào khác bắt buộc phải tiêm chủng. Với trẻ em, hiện chưa thấy trường nào ra quy định trẻ phải trích vaccine COVID-19 mới cho đến trường, nhưng dư luận đang lo ngại sự việc có thể sẽ đi đến bước này. Thưa quý vị, cơn bão số 8 vừa qua không đổ bộ vào vùng biển thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, nhưng sóng lớn đã đánh đổ sụp, vỡ nát nhiều đoạn kè biển Cửa Lò. Các ký ốt kinh doanh dọc tuyến đứng trước nguy cơ bị sóng biển nuốt chửng. Theo lời người dân địa phương được Dinh trích dẫn, tuyến kè biển từng bị sạt lở nặng nề sau đợt mưa lũ hồi tháng 11 năm ngoái. Địa phương sau đó đã sửa chữa, gia cố tạm bằng dọ sắt và bê tông. Trao đổi với Dinh, ông Doãn Văn Lâm, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng thị xã Cửa Lò cho biết, tuyến kè từng được sửa chữa tạm với kinh phí khoảng 1,7 tỷ đồng, chủ yếu là từ nguồn xã hội hóa. Tuy nhiên, đợt mưa bão vừa qua, một số vị trí lại bị sóng biển đánh sập, gãy đổ. Vị này nói, khu vực bị sóng đánh hư hỏng chủ yếu ở vị trí kè tạm, từng được khắc phục vào cuối năm 2020 để phục vụ mùa du lịch. Địa phương hiện đã có dự án làm kè chắn sóng từ đảo Lan Châu tới ngã ba Cửa Hội với tổng kinh phí hơn 40 tỷ đồng. Ngày 18 tháng 10, ông Bùi Quốc Việt, cán bộ Cục Hải quan tỉnh An Giang, bị bắt vì dính líu đến đường dây nhập lậu 100 tấn đường cát từ Campuchia về Việt Nam. Theo Công an tỉnh An Giang, ông Bùi Quốc Việt sinh năm 1973, ngụ đường Nguyễn Trường Tộ, khóm Châu Long 5, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc. Ông Việt bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi buôn lậu,
Ngoài ra, cơ quan chức năng khám xét nơi ở của ông Việt và thu giữ một số vật chứng có liên quan. Trước đó, khoảng lúc 1 giờ sáng ngày 12 tháng 10 năm 2020, Công an tỉnh An Giang đã bắt quả tang ông Lê Toàn Trung, 35 tuổi, cùng vợ là Nguyễn Thúy Oanh, 32 tuổi, đều ở huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, điều khiển ghe chở 100 tấn đường cát nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam. Hai vợ chồng này bị bắt trên đoạn sông khu vực xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Đến ngày 21 tháng 10 năm 2020, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam hai vợ chồng Lê Toàn Trung, Nguyễn Thúy Oanh về hành vi buôn lậu. Sau khi mở rộng điều tra vụ án, ngày 24 tháng 6 năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Sỉ, 49 tuổi, ngụ huyện An Phúc và Nguyễn Hồng Cường, 40 tuổi, ngụ quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, cũng để điều tra về hành vi buôn lậu. Đáng chú ý, chính từ lời khai của các bị can và các bằng chứng thu thập được, ngày 16 tháng 10, cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định bắt ông Bùi Quốc Việt, cán bộ của Cục Hải quan tỉnh An Giang. Thưa quý vị, Kiểm lâm huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi hôm 18 tháng 10 cho biết vừa phát hiện 5 con vọc trà vá chân xám bị một nhóm người đi săn trái phép bắn chết. Báo Người Lao Động trích lời ông Ngô Vĩnh Phong, hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Ba Tơ cho biết nhóm thợ săn đã bỏ chạy sau khi bị đơn vị cùng công an xã và trạm quản lý bảo vệ rừng phát hiện. Theo cơ quan chức năng, tang vật thu giữ tại hiện trường gồm xác 5 con vọc có trọng lượng từ 8 đến 15kg mỗi con, một xe máy, một bình hơi cay để nạp hơi cho súng hơi tự chế, 53 viên đạn chì và một ống giảm thanh. Hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Ba Tơ cho biết đã tiến hành đông lạnh xác 5 con vọc và đang truy tìm nhóm thợ săn. Vọc trà vá chân xám ở Việt Nam sống ở rừng Trường Sơn tại địa phận các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum và Gia Lai. Đây là loài động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng nằm trong sách đỏ của Việt Nam và thế giới. Đài Á Châu Tự Do cho biết, Việt Nam là một trong những thị trường chợ đen buôn bán những loài động vật hoang dã quý hiếm lớn nhất. Nhiều loài động vật quý hiếm đã trở thành những món ăn của giới giàu có và bài thuốc cổ truyền. Các tổ chức bảo vệ động vật bác bỏ hoàn toàn tác dụng bồi bổ sức khỏe của những sản phẩm này. Chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, cơ quan thẩm quyền dược phẩm ở Nam Phi ngày 18 tháng 10 cho biết họ chưa thể chấp thuận đơn xin sử dụng khẩn cấp vaccine Sputnik của Nga, viện dẫn quan ngại về tính an toàn cho những người có nguy cơ nhiễm HIV. Nam Phi là một trong những nước gánh chịu bệnh HIV cao nhất thế giới. Một số cuộc nghiên cứu cho thấy việc tiêm vaccine sử dụng vector adenovirus loại 5, AD5 như vaccine Sputnik V có thể đưa đến khả năng lây nhiễm HIV cao nơi nam giới. Cơ quan ban hành quy định thuốc men của Nam Phi, SAHPRA, cho hay đã yêu cầu dữ liệu chứng tỏ Sputnik V an toàn trong môi trường có HIV phổ biến nhưng chưa nhận đủ dữ liệu. Viện Gamaleya, nơi bào chế Sputnik V, nói những quan ngại về tính an toàn của vaccine theo cơ chế vector AD5 trong dân số có nguy cơ cao bị nhiễm HIV hoàn toàn không có cơ sở và cho biết sẽ cung cấp mọi thông tin mà cơ quan này yêu cầu. SAHPRA cho hay đã tham khảo với các chuyên gia khoa học trong và ngoài nước để đi tới quyết định trên và rằng sẽ tiếp tục nhận dữ liệu đệ trình trong lúc việc duyệt xét vaccine vẫn còn rộng mở. Nam Phi có những thỏa thuận song phương với vaccine 2 liều của Pfizer và vaccine 1 liều của Johnson & Johnson, hiện đã tiêm chủng hơn 20 triệu liều. Khoảng 14 triệu người tại Nam Phi đã được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID, chiếm 35% dân số trưởng thành. Ở diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng chính sách của NATO đối với Nga vẫn không thay đổi, đó là đáp trả hành động gây hấn nhưng vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm thứ Hai 18 tháng 10 tuyên bố về các biện pháp đáp trả của Nga đối với việc trục xuất các nhà ngoại giao của nước này tại NATO. Ngoài việc tạm đình chỉ hoạt động của Phái bộ Liên lạc quân sự NATO tại Moscow, văn phòng thông tin của tổ chức này cũng bị đóng cửa. Cơ quan đại diện của Nga tại NATO cũng tạm dừng hoạt động từ ngày 1 tháng 11 hoặc muộn hơn một chút. Để liên lạc với Nga, Liên minh NATO bây giờ cần liên hệ với Đại sứ Nga tại Bỉ. Người phát ngôn của NATO, bà Oana Lăncescu, sau đó nói rằng Liên minh sẵn sàng đối thoại với Nga. Chính sách của NATO đối với Nga vẫn là nhất quán. Chúng tôi đã tăng cường khả năng ngăn chặn và phòng thủ để đáp lại các hành động gây hấn của Nga. Đồng thời, chúng tôi vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại, trong đó có con đường thông qua Hội đồng NATO-Nga. Trong khi tại Washington, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ, chính sách của NATO đối với Nga vẫn không đổi, đó là sức mạnh, xác định và phản ứng trước sự gây hấn của Nga, đồng thời để ngỏ cánh cửa cho các cuộc đối thoại có ý nghĩa. Liên quan đến bán đảo Triều Tiên, đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Sung Kim ngày 18 tháng 10 đã nhắc lại lời đề nghị đối thoại với Triều Tiên, khẳng định Washington không có ý định thù địch sau khi căng thẳng gia tăng.
Ông Sang Kim đưa ra tuyên bố trên trong cuộc gặp với người đồng cấp Hàn Quốc No Kyu-duk diễn ra tại thủ đô Washington trước thềm cuộc gặp ba bên với quan chức cấp cao Nhật Bản Takahiro Funakoshi. Phát biểu tại cuộc gặp, ông Sang Kim cũng cho rằng các đồng minh của Mỹ có trách nhiệm thực thi các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đề cập các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên. Tuần trước, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cáo buộc Mỹ thúc đẩy các biện pháp trừng phạt, đồng thời bác bỏ tuyên bố của Washington khẳng định không có ý định thù địch với Bình Nhưỡng. Các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Washington và Bình Nhưỡng vẫn đình trệ kể từ khi hội nghị thượng đỉnh năm 2019 giữa Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào. Thưa quý vị, theo báo cáo của hãng tin Bloomberg hôm 18 tháng 10, một nguồn tin giấu tên tiết lộ Trung Quốc đang xem xét yêu cầu các công ty truyền thông như Tencent Holdings và ByteDance cho phép đối thủ Baidu truy cập và hiển thị nội dung của họ trong kết quả tìm kiếm. Động thái này có thể làm rung chuyển lĩnh vực quảng cáo trên Internet tại đại lục. Những người quen thuộc với vấn đề này cho biết, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc đang thảo luận về các quy tắc cung cấp hàng trăm triệu bài báo trên ứng dụng nhắn tin WeChat của Tencent thông qua các công cụ tìm kiếm như Baidu. Một trong những người quen thuộc với vấn đề này cho biết, nhà chức trách đang xem xét khả năng cho phép các video ngắn do Douyin của ByteDance sản xuất cũng sẽ xuất hiện trong các kết quả tìm kiếm trên Baidu. Họ nói rằng cơ quan quản lý đang tìm kiếm phản hồi từ công ty nhưng chưa rõ quyết định cuối cùng. Việc buộc Tencent và ByteDance cho phép Baidu và các đối thủ khác hiển thị nội dung mạng xã hội của họ trong các kết quả tìm kiếm trên Internet như vậy là điều chưa từng có tiền lệ. Điều này sẽ cho phép chuyển một lượng lớn doanh thu quảng cáo từ các dịch vụ như WeChat hoặc Douyin sang các công cụ tìm kiếm như Baidu. Để lấy ví dụ so sánh, quy trình này chẳng khác nào việc cơ quan quản lý Hoa Kỳ yêu cầu Facebook mở các bài đăng công khai trên WhatsApp mà trong đó là kết quả tìm kiếm của Google. Động thái này chứng tỏ chính quyền Bắc Kinh đã tuyên chiến với hệ sinh thái khép kín do các công ty lớn vận hành. Các nhà quản lý Trung Quốc đã cáo buộc một số công ty sử dụng biện pháp rào tường, che chắn và các phương pháp khác để bảo vệ hệ sinh thái của họ. Ví dụ, Tencent và ByteDance trong lĩnh vực mạng xã hội, Alibaba trong lĩnh vực thương mại điện tử với Taobao và Tmall, và gần đây nhất là ByteDance trong lĩnh vực video và tin tức với Douyin và Toutiao. Thưa quý vị, Tòa Bạch Ốc từ chối bình luận về thông tin Trung Quốc thử tên lửa siêu thanh. Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Jen Psaki ngày 18 tháng 10 cho biết bà không bình luận về việc thông tin Trung Quốc thử nghiệm một tên lửa siêu thanh có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, nhưng cho biết Washington hoan nghênh sự cạnh tranh gay gắt và chính quyền Biden không muốn sự cạnh tranh này leo thang thành xung đột. Thứ Bảy tuần trước, 16 tháng 10, tờ Financial Times dẫn 5 nguồn tin khác nhau nói Trung Quốc đã thử tên lửa siêu thanh vào tháng 8 vừa qua. Tên lửa này có khả năng mang đầu đạn hạt nhân bay vòng quanh trái đất ở quỹ đạo thấp trước khi lao xuống mục tiêu. Tường thuật cho biết, thử nghiệm cho thấy Trung Quốc đã có những tiến bộ đáng kinh ngạc trong lĩnh vực vũ khí siêu thanh, tân tiến hơn nhiều so với những gì các quan chức Hoa Kỳ nhận biết. Khi được hỏi về báo cáo này trong cuộc họp báo ở Tòa Bạch Ốc hôm 18 tháng 10, bà Psaki nói, tôi sẽ không bình luận về báo cáo cụ thể này. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin cũng cho biết, ông sẽ không bình luận về các báo cáo cụ thể, nhưng ông cho biết, chúng tôi theo dõi rất kỹ sự phát triển vũ khí và các hệ thống vũ trang tiên tiến của Trung Quốc, vốn sẽ chỉ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên thì bác bỏ bản tin của Financial Times khi cho biết vụ thử nghiệm không phải là tên lửa mà là một tàu không gian. Ông Triệu còn nói vụ thử nghiệm được tiến hành vào tháng 7 năm 2021 chứ không phải tháng 8 như Financial Times đưa tin. Giáo sư Taylor Pravin tại Viện Công nghệ Massachusetts, một chuyên gia về chính sách vũ khí hạt nhân của Trung Quốc cho biết một phương tiện bay siêu thanh được trang bị đầu đạn hạt nhân có thể giúp Trung Quốc vô hiệu hóa các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Tháng trước, Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Kendall ám chỉ rằng Bắc Kinh đang phát triển một loại vũ khí mới. Ông nói rằng Trung Quốc đã đạt được những tiến bộ to lớn, bao gồm cả tiềm năng cho các cuộc tấn công trên phạm vi toàn cầu, từ vũ trụ. Ông cho biết Bắc Kinh đang phát triển thứ gì đó tương tự như hệ thống ném bom quỹ đạo phân đoạn mà Liên Xô đã triển khai trong thời chiến tranh lạnh. Nhân viên Southwest Airlines đến trụ sở để phản đối lệnh bắt buộc tiêm vaccine COVID. Theo báo cáo của hãng tin Breitbart hôm 18 tháng 10, nhiều nhân viên của Southwest Airlines, hãng hàng không giá rẻ lớn nhất tại Mỹ, đã tập trung bên ngoài trụ sở hãng ở phía tây nam thành phố Dallas, bang Texas, để phản đối lệnh bắt buộc tiêm vaccine COVID-19. Phóng viên điều tra Drew Hernandez của tờ Real America's Voice News đã chia sẻ một video ghi hình hiện trường cho thấy một hàng dài người biểu tình bên ngoài trụ sở của hãng Southwest Airlines.
họ giơ cao các biểu ngữ để phản đối lệnh cấm tiêm vaccine của hãng này. Trên các tấm biểu ngữ khác nhau là các dòng chữ như tự do chứ không cưỡng chế, tiêm vaccine hoặc mất việc, đây là lựa chọn kiểu gì vậy? Ủng hộ quyết định cấm ban hành lệnh tiêm vaccine của Thống đốc Abbott. Trước đó vào ngày 11 tháng 10, Thống đốc bang Texas Greg Abbott đã ban hành lệnh hành pháp, theo đó cấm các công ty tư nhân áp đặt lệnh cưỡng chế tiêm chủng, trong đó nêu rõ việc tiêm chủng nên là tự nguyện và không bao giờ được phép áp đặt. Tuy nhiên, hãng hàng không Southwest Airlines đã phản kháng và yêu cầu nhân viên phải bắt buộc tiêm chủng. Tuần trước, Giám đốc điều hành Southwest Airlines, ông Gary Kelly giải thích rằng cá nhân ông không tán thành việc áp đặt lệnh bắt buộc tiêm chủng, nhưng ông cho biết hãng bị ràng buộc bởi các quy định liên bang. Xuất hiện trên đài CNBC, ông Kelly nói, tôi không tán thành việc doanh nghiệp áp đặt lệnh đó. Tôi không tán thành, chưa bao giờ tán thành, nhưng lệnh hành pháp của Tổng thống Biden yêu cầu tất cả nhân viên liên bang và sau đó là tất cả các nhà thầu liên bang, bao gồm trong đó tất cả các hãng hàng không lớn, phải tiêm phòng muộn nhất là vào ngày 8 tháng 12, nên chúng tôi buộc phải tuân thủ. Ông Kelly cũng cho biết, chúng tôi đang nỗ lực giải quyết vấn đề này. Chúng tôi kêu gọi tất cả nhân viên đi tiêm phòng. Nếu họ không thể tiêm phòng, chúng tôi kêu gọi họ xin miễn trừ vì lý do y tế hoặc tôn giáo. Mục tiêu ở đây rõ ràng là cải thiện sức khỏe và sự an toàn, chứ không phải để mọi người phải mất việc. Thưa quý vị, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18 tháng 10 đã đệ đơn kiện Ủy ban điều tra vụ bạo động ngày 6 tháng 1 của Hạ viện Mỹ. Theo CNN, trong đơn kiện gửi lên tòa án quận Columbia, đội ngũ pháp lý của ông Trump cho rằng các tài liệu đang được ủy ban tìm kiếm đều mang đặc quyền hành pháp, tức quyền được giữ bí mật của một số thông tin liên lạc giữa Tổng thống và các quan chức Tòa Bạch Ốc. Đơn kiện cáo buộc yêu cầu của Hạ viện đối với các tài liệu trên là chưa từng có tiền lệ về phạm vi và không bị ràng buộc bởi bất kỳ mục đích lập pháp, hợp pháp nào. Đơn kiện cũng cho rằng đạo luật hồ sơ Tổng thống sẽ bị xem là vi hiến nếu nó được hiểu rộng rãi đến mức cho phép một Tổng thống đương nhiệm tùy ý quyết định từ bỏ đặc quyền hành pháp của Tổng thống trước đó, chỉ vài tháng sau quá trình chuyển giao quyền lực. Người phát ngôn của cựu Tổng thống cũng đưa ra tuyên bố về vụ kiện trên Twitter cá nhân. Ủy ban ngày 6 tháng 1 là một trò giả mạo đảng phái để đánh lạc hướng người Mỹ khỏi các chính sách của Đảng Dân Chủ đang giết hại và cướp phá của người dân Mỹ. Theo nội dung tuyên bố từ Taylor Budowich, giám đốc truyền thông của ông Trump, các phương tiện truyền thông đồng lõa trong việc thúc đẩy yêu cầu vi hiến của ủy ban. Tuyên bố nói thêm, ông Budowich tiếp tục nêu ra các lập luận pháp lý chống lại yêu cầu khi cho rằng nó không có mục đích lập pháp hợp pháp, rằng Tổng thống Biden không có quyền từ bỏ đặc quyền hành pháp cho một cựu Tổng thống và rằng cơ quan lưu trữ quốc gia không có đủ thời gian để xem xét yêu cầu. Ủy ban không tìm kiếm sự thật, ông Budowich kết luận. Họ đang tìm kiếm cuộc đàn áp chính trị theo kiểu cộng sản đối với Tổng thống Trump và những người yêu nước trên khắp nước Mỹ, những người đã phục vụ đất nước của họ trong danh dự. Đơn kiện nói rằng, cơ quan lưu trữ quốc gia sẽ chuyển các tài liệu được yêu cầu vào ngày 12 tháng 11, trừ khi nó bị chặn bởi lệnh của tòa án. Ủy ban cũng đã ban hành chát đòi hầu tòa cho các cựu quan chức chính quyền Trump để cung cấp tài liệu và lời khai về vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1. Một số đã từ chối chát đòi hầu tòa và thề sẽ phản kháng trước tòa. Thưa quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên mạng xã hội SafeChat, nơi chúng tôi sẽ cho đăng những nội dung không có trên YouTube. Mục tin tổng hợp trưa của DKN TV đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.